Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và đầu tiên cho phép Khánh được mời hai người không thể thiếu trong chương trình của chúng ta. Họ là những người vô cùng dễ thương, hai vị thực khách Ngọc Hoa và Linh Lê. Bận lắm rồi, chị phải đi lên đánh tennis. Vậy chị mà đánh tennis em lập banh hả? Được không? Được, trả lương cao nha. Không, trả lương em mới, cái là một cái hình thức tập thể dục thôi. Ừ, nhưng mà bộ đồ này dễ thương. Tập tennis. Ủa là quay xong là xíu đi đánh tennis luôn? Đúng rồi, nay nôn nao dữ lắm nhưng mà sẽ chưa ăn gì hết. Cứ đây kêu khách mời nấu cho ăn đã. Cuộc sống như mơ, đúng gia đình cái điều kiện mà. Ủa, khi nào mà bây giờ chương trình chúng tôi thành giống như là một cái tiệm cơm văn phòng á? Thì bây giờ phải gửi cho một cái hộp thư đến ban quản lý của chương trình. Có, tôi có gửi rồi, tôi yêu cầu hôm nay là phải cái người nấu cũng phải ngon mà cái món cũng phải ngon. Biết có ai đồng ý với tôi nữa. Có sự xuất hiện của hai khách mời. Nam hay nữ, nam hay nữ, nam hay nữ. Một cặp đôi. Ờ, nam nữ rồi. Ờ, chị em mình hết cơ hội. Và sau đây là sự xuất hiện của hai vị khách mời đặc biệt đó. Xin mời. Đẹp chưa ha? Chết chị rồi. Hello chị. Làm sao chị lựa được? Đây là một cặp đôi đến từ một nhóm nhạc. Wow. Hai bạn có thể tự giới thiệu về mình được không? Xin chào mọi người, mình là Lohan. Mình là Ryan và chúng mình đến từ nhóm For Seven. Nhìn tươi rói giống như mà rau mầm mà nó mới nở á. Chào chị kìa. Cái gì là danh nhân đánh tennis mà làm gì kỳ vậy? Hôm nay em đến đây thì em có một tin vui và một tin buồn cho mọi người. Tin vui là có thể mọi người sẽ được thưởng thức món ăn rất ngon của em. Còn tin buồn thì mọi người sẽ gặp một vấn đề gì đấy khi ăn món ăn của Ryan. Ủa? Ủa? Bây giờ ngon như thế nào phải biết chủ đề của chương trình trước ha. Đây, mời hai em. Chủ đề. Ôi, cánh gà. Không dễ nha. Cánh gà. Có một cái luật của chương trình đó là khi mà các bạn chuẩn bị nấu ăn đó, chương trình sẽ cho các bạn một cái phong thư như thế này. Và nhiệm vụ của các bạn là bỏ vào cái phong bì một trong ba cái tên vị thực khách ở đây. Để làm chi? Để khi mà các bạn nấu ăn xong rồi đó, họ thưởng thức món ăn của bạn, họ chấm điểm thì số điểm của họ sẽ được nhân đôi. Thôi các bạn sẵn sàng bước vô dòng thử thách chưa? Chúng em sẵn sàng. Có thật sự là hai đứa chung nhóm không vậy? Chị không biết nữa. Thôi từ từ để các bạn sẽ biết ha. Vậy thì chúng ta hãy đến với vòng thử thách của chương trình Chinh Phục Thực Khách. Xin chào quý vị khán giả, và bây giờ Ryan đã quay trở lại để có thể thực hiện tài nấu ăn của mình. Và hy vọng rằng các thực khách ngày hôm nay sẽ hài lòng về món gà sốt nấm của Ryan. Và ngay bây giờ Lohan sẽ giới thiệu cánh gà ôm nước ngọt có ga kỳ diệu. Ăn lần một là phải ăn lần hai. Trước khi bắt đầu thì Lohan phải chọn một vị thực khách. Ngày hôm nay Lohan rất tự tin bởi vì Lohan biết chắc chắn là người bạn của mình, đó là Ryan, không biết nấu ăn. Và mình sẽ chọn người bí mật nhé. Và bước đầu tiên thì mình sẽ cần phải ướp cánh gà. Thực sự là đây là một trong những cái lần mà rất là hiếm hoi mà Ryan vào bếp. Hy vọng là bố mẹ ở nhà xem được chương trình này sẽ tự hào về mình. Để cánh gà có thể ngấm gia vị lâu hơn thì đầu tiên chúng ta nên cho các gia vị vào đây trước. Định lượng cái gia vị này bằng trí tưởng tượng của chúng ta. Chúng ta cảm giác như thế nào là nó vừa thì chúng ta có thể dừng lại vào lúc đó. Ê, tụi chị đi nhẹ lắm rồi đó mà em vẫn nghe hả? Không, em nhìn thấy anh chị ở trong góc mắt của em. Ghê ghê. Chị có thích ăn tiêu? Chị thích lắm. Cho anh, nữa của chị. Anh cũng biết nha. Anh thấy tiêu rồi. anh đang bị hoang mang lắm á. Lương Hành, anh bình tĩnh, không có sao, không có sợ gì hết. Không, đúng rồi, em đừng có sợ, tụi anh mới là người sợ. Cứ bình tĩnh. Không sao. Sau khi em bỏ tiêu xong thì anh thông báo với em một điều là Khánh không ăn tiêu được. Chắc em phải đi rửa lại cái này đó. Sao vậy? Tại sao em nghe anh Khánh kêu không tiêu được em đi rửa? Động quá. Tại vì vừa nãy sao? Em sao? Chót. Em chót gì? Đặt niềm tin vào anh ấy. Gia vị mặn hơi nhiều, em không có ướp thêm đường hả? À không ạ, tại vì lát nữa chúng ta sẽ có một nguyên liệu đó là nước ngọt có ga để chúng ta hầm. Hay. Trong ướp đó người ta tối kỵ nhất là ướp vị mặn không? Tại khi mà em ướp vị mặn thì chế biến lên thịt nó bị cứng. Không,
có gì phải không? Bây giờ mình xin lỗi, em thua rồi. Không, không sao, không sao. Không sao, còn là... còn mình còn ngón tay em. Mình còn ngón tay là mình còn tất cả. Không sao, sao hết, không sao. Mình... Trước khi anh chịu vào đây em rất là tự tin, nhưng mà anh chịu vào đây là đuổi em... à? Không. Mọi người vào đây em rất vui, nhưng mà mọi người đừng nhìn vào quá trình, mọi người hãy nhìn vào kết quả. Thôi tụi mình đi ra ngoài sân trước đi đánh tennis. Tiết lộ với mọi người là mình là một thanh niên không biết ăn hành. Hello. Hello mọi người. Hôm nay em sẽ nấu món gì? Em nấu món gà sốt nấm ạ. Khoan, xí chảo dầu này em để lâu chưa? Em để cũng lâu rồi đây anh. Ờ, sao bé này với bé kia làm phong cách giống nhau quá ta, đúng là từ nhóm nhạc ra ha, đừng đâu là làm đó. Có bỏ bột vô không? Có anh từ từ anh cũng bình tĩnh. À, không, ý là tụi anh nhắc em là để bột vô dầu trước á. Bột vô dầu rất không văn. Một cái mẹo thôi, tại vì cái bột nó sẽ hút hết những cái nước trong dầu thì nó sẽ không có bắn đâu. Ê, chị nhìn có vẻ là em có thể điêu luyện hơn. Có nhiều hơn đúng không? Có thể không? Nhưng mà gà chiên vậy chín chưa? Chín rồi ạ. À. Mình vớt nó ra cứu. À thôi chị đi chứ. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Chinh Phục Thực Khách. Và sau đây là phần mini game của chúng tôi. Trò chơi ngày hôm nay cũng khá là đơn giản. Chúng ta sẽ có những cái chữ cái đảo lộn. Và nhiệm vụ chúng ta là sắp những cái chữ cái đó thành một từ có nghĩa. Chủ đề là đồ ăn. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Ok, bắt đầu. Linh. Khánh. Linh hả? Cháo cá lóc. Khánh. Hoa. Cháo lòng. Yeah, thắng rồi. Hoa. Cải xoăn. Khánh. Bỏ trời. Khánh. Súp lơ. Lên. Khánh. Khánh. Gà má. Ôi, con mắt con bị choa. Khánh. Cà tím. Khánh trước. Khánh trước. Ủa vậy? Cà tím. Lên. Củ dền. Hoa. Khoai tây. Khánh. Rồi lên trước đi. Vậy chứ không biết gì nè. Ủa. Khoa. Cà rốt. Trời ơi, tôi muốn điên. Hoa, khoai mỡ. Hoa. Linh. Linh, khoai mì. Khổ lắm. Linh. Phẫu thuật thẩm mỹ. Linh, tóc mỡ. Khánh, bắp xào. Cười quá. Linh. Khánh, khô bò. Kết quả sau lần thi đấu đầu tiên thì có tỷ số đang hòa giữa Quốc Khánh và Ngọc Hoa. Ghê trời. Rồi chúng ta sẽ chơi một cái game nhỏ. Giờ thì muốn chơi cái gì? Sim sâm. Sim sâm hả? Chơi tuổi thơ. 1, 2, 3. Rồi. Xin mời sự trở lại của họ. Mời hoàng thượng và hoàng hậu và hoàng tử. Đây hoàng tử, đây hoàng tử. Không, mọi người đừng nghe những cái lời nói vô tri như vậy, đúng rồi. Sao mà dĩ đồ ăn có chữ lớp nữa? Đâu, không phải lớp, là lo mẹ. Đấy là ăn gian. Thấy em trang trí này đẹp quá, thế là... Bắt trước à? Ủa, cái này là cái gì em? Đúng rồi, đấy. Nói chung với em thì em không có cần trang trí gì nhiều. Em chỉ cần gửi đến một cái thông điệp là love, là tình yêu của em dành cho cái món ăn này. Và em nghĩ là mọi người ăn cái món ăn này mà sẽ cảm nhận được cái tình yêu thương mà em đã để nó. Bây giờ là Khánh là người được quyền quyết định thứ tự ăn món ăn. Dạ. Tao trong đầu là tính nhường cho Ngọc Hoa ăn trước, nhưng mà ngon nè, thấy mình à. Mà thấy có cái tình cảm, cái love trong đây thì thấy bắt mắt lắm ạ. Khánh cũng muốn thử, bây giờ sẽ thử cái tình yêu trước. Thơm nha bạn, tôi ngồi từ xa tôi còn nghe mùi thơm nha. Thơm á. Hồi nãy á, Linh nhớ là bạn nói chiên nó bị cháy á. Mà sao bây giờ hết rồi, ha? Nó hòa quyện với lại cái màu nước sốt.
Ngon ngon ngon. Không có từ gì để diễn tả được rồi, trời. Không có từ gì để diễn tả. Không, nếu mà không ngon thì người ta sẽ khen em luôn. Kinh nghiệm của chị là không quay nha. Với khách biết bao nếu nhiêu không lâu. Ngon thì sẽ không ăn thêm. Chị ơi, không ngon thì không ăn thêm. Không, giả bộ ăn để cho em đỡ buồn ấy. Ăn không còn một cục xương. Cố gắng cảm nhận hết sự dở của món ăn. Hai đũa rồi kìa em. Sao những lúc mà chị muốn bắt em một cái ghê Khánh? Ăn thêm gì được. Cháy, miếng đấy bị cháy rồi. Mặt dưới đúng không? Không hề cháy. Anh ơi, em thấy rất là không hề cháy. Anh phải rơi cho quý vị khán giả xem. Đúng rồi. Chỉ là... điểm xuyên. Mình cắn cái phần không cháy trước. Tại vì đồ ăn không cháy miếng non. Mời hai bạn. Chà, ra trước, khó lắm thiệt á. Hoa đi, Ngọc Hoa đang cần calo nhất ở đây. Dạ, em ổn mà. Không, nhìn hấp dẫn nha. Chị cũng thích ăn nấm đông cô. Dạ, tại chị Hoa giống nấm á. Chị coi đó như một lời ghét. Ăn miếng nào vậy ta? Thôi nè, cho lên cái đùi nhỏ thôi. Này hết, nhấm, nhấm. Phụ tôi. Thơm nhá. Không, trời ơi bạn. Thơm nha. Cái mùi đông cô nó thơm, cái mùi gừng cũng thơm. Ôi trời ơi. Không thể ngờ được, mọi người không thể tin nổi. Ôi trời ơi. Huyết áp, huyết áp. Ôi trời ơi. Không thể tin nổi. Mày lừa chị. Sao vậy? Huyết áp, huyết áp. Giống như là gà ướp từ đêm qua chuẩn bị sẵn cho chương trình hôm nay nấu á. Cắn cái miếng hả? Miếng nắm một cái xuống biển luôn hả em? Mặn quá. Mặn quá. Em có muốn thử không để biết nó mặn cỡ nào không? Cái đâu có nói được nữa. Dạ. Hiểu chưa? Nay em qua em đón chị, hai chị em mình đi đâu ý áp. Hồi nãy em nói là món ăn của em nấu với nước ngọt đúng không ta? Món ăn của em là món cánh gà ôm nước ngọt có ga kỳ diệu. Ăn lần một phải ăn lần hai. Hay vậy đó. Trời ơi, đặt tên dài vậy đó. Để anh thử, rất là thích. Sao giờ cái biểu cảm vừa nãy thế? Không, không, không. Anh thấy gì không? Hay là đỏ quá anh, có chảy máu không anh? Ui, ui, máu luôn này. Ủa sao vậy? Sao? Ui. Không phải máu. Bầm mới bị bầm thôi. Không phải máu, cái này là gà nó giận, nó đỏ mặt. Nó giận á. Nó đã dân nghiến rồi mà nấu không ra hồ của nó vậy. Mình có quyền không ăn không ta? Cái này còn chín nữa hả? Cái ta gà của em chín hơn á. Thật ra là nó cũng chín nhưng mà nó gọi là ba tái, hiểu không? Cũng còn gà cái màu. Gà tái, đúng rồi. Medium rare. Ôi ôi, cái này là tập thể dục, tập tennis nè. Bầm mình bầm lại đúng không? Ok, ăn thử cái khúc ngoài. Chị Hoa nó giống gà kho quá. Ê, cái này là những cái biểu hiện của chị luôn á. Căn bệnh của chị tiểu đường và cao huyết áp luôn. Mấy đứa ơi, tiểu đường và cao huyết áp hòa quyện một lần luôn á. Tất cả kiểu mơ luôn, tất cả kiểu mơ luôn. Trời ơi. Mời. Thì đầu tiên là món gà. Tên gì đặt cho một cái tên này nè? Gà sốt nấm by love. Ôi hồi ôi. Bởi tình yêu à. Dạ. Thật ra thì tình yêu bỏ nhiều quá. Tình yêu này là sâu đậm quá. Trang chứa quá không ạ? Trang chứa quá em nhiều. Em nghĩ khúc này khúc thất tình. Nước mắt mặn lắm. Vậy là em vừa nấu vừa khóc đấy. Đúng rồi. Ngoài mặn ra thì tôi không nếm được vị gì hết. Lúc đó cái đầu lưỡi tôi nó bị tê á. Bớt cái miếng nấm chiều đầu tiên. Ngậm một cái nó chan chứa cuộc đời chị. Dành cho em lần thứ hai luôn. Chị cảm giác như chị đang đi buôn muối luôn. Cái điểm cộng duy nhất của em á là em nấu ăn không ngon, nhưng mà em thể hiện em là người nấu ăn không ngon. Đúng. Để rồi cho anh có sự chuẩn bị tâm lý trước. Trước đây có một số khách mời họ nấu ăn không ngon mà cái mặt họ giống như là họ nấu ăn ngon lắm á. Cho nên anh bị giật mình. Kiểu như là mình không có hấp vọng lắm. Tại vì mình biết trước kết quả rồi đó. Mình không có kỳ vọng nên mình không thất vọng. Nhưng mà vấn đề là thấy cũng được, khi mà bởi vì sau khi ăn món này thì nó là một cái trường phái khác. Món này cũng hơi sống tí thôi. Không, thật ra nó không có sống.
Để nó bị rồi. Bầm mình bầm mẩy thôi. Dài nó giận á. Nó bị giận. Đỏ mặt. Đỏ nguyên người luôn. Bây giờ Ngọc Hoa cho điểm đi. Mai bài lớp. Coi như cái này 7.5. Dạ. Anh đã 10 điểm á, trừ 25.000 muối rồi. Khánh thì nghĩ khác Hoa. Cảm thấy là xui. Tại vì có thể là trong quá trình nấu bạn bỏ nêm nếm gì đó hơi mặn. Chứ thật ra về hình thức, về mọi thứ là nhìn bạn có câu chuyện. Ý là bạn biết bạn sẽ làm gì. Cho nên là khuyến khích cho bạn 8.22. Cũng được. 8.22. Còn anh thì 8 điểm thôi. Chị có nên suy nghĩ lại không? Tại vì các anh toàn cho 8, đầu 8 ấy. Mình có nên suy nghĩ lại một chút không? Không sao, tại vì lần trước cũng có người suy nghĩ lại mà tuột xuống 6.5. Tuột xuống 6.5 à. Ghi dưới trung bình nữa, 4 rưỡi đi về nữa. Và tổng số điểm của em đó là 23.72 điểm. Hay rồi, hay rồi. Nếu như bị mặn không đi thì là hai bạn sẽ bằng điểm. Tại vì hai bạn cũng làm không tốt cái phần nêm nếm thôi. Mình kia nó hơi bị sống. Nên trừ thêm 0.5 điểm là còn 7 điểm thôi. Tôi buồn kìa. Thôi được rồi, thôi đừng khóc. Đúng rồi chị ơi. Thôi đừng khóc, 7.4 nha. Diễn, được không? Thôi 7. Chỉ nên đóng một lần đúng không chị? 7 điểm là đúng rồi. Ý kiến của anh cũng giống như Hà. Thì anh cũng trừ cho em nửa điểm. Thì em còn 7.5. Nói chung là quá công tâm, quá công tâm luôn. Không, phải thiệt, này là gì hơi sống rồi. Thôi vậy thôi, anh đừng cho điểm em khỏi đau lòng, em biết câu trả lời. Trời ơi, không cần điểm luôn kìa. Điểm cộng là có sự tự tin. Trước khi nấu bạn rất là tự tin về món ăn của mình. Nó cũng làm cho mình có một đôi chút bị giật mình khi mà ăn món ăn của bạn đó. 7 điểm, 7.5. Chúng ta phải khuyến khích bạn, cho bạn có cái động lực bạn sửa sai. Bên đây 8.22. Bên đây tôi cho 8.2. Ôi ổn rồi đó, bây giờ chỉ phụ thuộc vào cái phong bì này thôi. Và tổng số điểm của em là 22.7 điểm. Bên đây là bao nhiêu ta? 23.72, 22.7. Nó cũng xê xích nhau tí xíu thôi. Có thể gỡ được, bây giờ quan trọng là em chọn ai. Nếu em chọn đúng rồi, chính là anh. Đâu, em mở ra coi thử coi. Chắc không? Chắc rồi. Hơi bỏ lộ Ngọc Hoa nữa. Em cho đúng người dớt giác luôn. À vậy đúng anh, vậy là em sẽ được nhân đôi số điểm là 30.9 điểm. Đúng rồi, ổn rồi đó. Công tớp những người nấu ăn không ngon là cũng cao rồi đó. Còn gì nữa đâu mà khóc thấy rồi. Sầu. Ủa Ngọc Hoa nãy cho nhiêu điểm? Cho 7.5. 7.5. Tại vì cao huyết áp. Cao huyết áp 7.5, và với số điểm 7.5 Ngọc Hoa mà được nhân đôi lên thì tổng số điểm của em là 31.22 điểm. Wow. Wow. Bên kia bao nhiêu? Bên kia 30 phải mấy không nhớ, em không tâm luôn. Đúng rồi. Cảm ơn anh chị, những người công tâm nhất mà em từng biết. Em cũng cảm ơn anh chị đã ăn món ăn của em mặc dù nó không sao sao. Kinh nghiệm. Em nên xin lỗi hơn là cảm ơn. Chứ thật ra anh tính cho em 6.2. Anh muốn em không dính dáng đến ngành ẩm thực nữa. Theo cái truyền thống của chúng ta là khi mà người nào chiến thắng chương trình Chinh Phục Thực Khách sẽ nhận được một phần thưởng. Xin mời. Là có thể mang cái cúp này ra ngoài tiệm đổi tiền mặt. Yeah. Nói chung chiếc cúp này là một cái niềm vui tinh thần nhỏ nhỏ. Và hôm nay bạn tới với chương trình và bạn cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy là bố mẹ em ở nhà rất là tự hào về em. Bố mẹ em rất là lo lắng về cái việc em sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh một mình. Và em nghĩ là chiếc cúp này sẽ là cái câu trả lời xứng đáng cho cái tài năng nấu ăn của em, và bố mẹ hoàn toàn tin tưởng vào em. Dạ. Nói chung là tới đây gặp nhau là vui rồi. Đúng ăn rồi. Uống vui vẻ, hơi mặn tí xíu. Nhưng mà mong là lần sau sẽ may mắn có duyên gặp lại hai bạn ở trong chương trình này nữa. Cảm ơn các bạn đã tới đây. Cảm ơn mọi người. Và một lần nữa rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chương trình. Chương trình Chinh Phục Thực Khách do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng với công ty Madison Media Group thực hiện, được phát sóng vào lúc 19 giờ tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chị lại lùn hơn rồi, chị đâu có từng ăn gì cao rồi. Ví dụ anh muốn ăn món gì thì anh đặt từ sáng đi, rồi 6 giờ tối anh ăn. Rồi quá, nghe lo anh ha. Anh cũng lo, dạ. Ê thiếp cũng lo luôn. Mình hỏi từ trước nhà nấu ăn ngon. Ngon nha, ngon. Sẽ nấu những món phức tạp.
Món gì cũng nấu được luôn, nhưng mà hơi lười. Vậy cũng nấu gì cho nó mệt vậy ta? Thôi, không có tin nấu ăn ngon. Có là tại vì không có thời gian ở nhà nấu, ăn ở ngoài nhiều hơn. Dạ.